quý vị khán giả của chương trình Trong Thế Giới Xe. Và hiện tại thì Hồng Nhi đang đứng bên cạnh mẫu xe Yamaha MVS 155. Đây là một mẫu xe với phiên bản hoàn toàn mới của Yamaha. Và chúng ta hãy cùng xem là Yamaha đã có những thay đổi gì về công nghệ cũng như là trang bị những tiện ích như thế nào cho phiên bản mới này. Hãy cùng Hồng Nhi khám phá ngay bây giờ nha. Và đối với MVS 155 hoàn toàn mới này thì Hồng Nhi thấy là diện mạo của mẫu xe này cũng vẫn giữ một cái diện mạo rất là đồ sộ. Tuy nhiên thì ở phần đầu xe vẫn có một số những cái chi tiết được thay đổi. Đó chính là cụm đèn pha LED này với cỡ lớn được vuốt nhọn và nó kéo dài lên trên phần yếm xe. Bên cạnh đó thì dải đèn định vị halogen tách rời như là những phiên bản trước thì nay được thay thế bằng cụm đèn LED như thế này. Đó, và nó được tích hợp nằm gọn gàng bên trong cụm đèn pha. Và vì vậy khi mà chúng ta nhìn phần đầu xe của Yamaha MVS 155 mới thì chúng ta thấy là phần đầu xe nó trông gọn gàng hơn hẳn. Và đó là những điểm khác biệt ở phần trước của xe. Vậy thì còn thân xe của MVS 155 thì như thế nào? Thân xe của MVS 155 thì được kế thừa và phát triển bởi nền tảng ngôn ngữ thiết kế hiện đại kiểu chữ X như thế này. Và thiết kế kiểu chữ X này có những cải tiến giúp cho phiên bản này có một cái diện mạo mới hơn. Và ngoài ngoại hình ra thì với thiết kế này còn có hai đặc tính tiêu biểu, đó chính là lực truyền động được tạo ra bởi bánh sau, bảng lớn và độ bám đường tốt. Bên cạnh đó thì có đường điều khiển là tạo ra thể hiện qua được cái thiết kế của thân trước, dễ điều khiển và linh hoạt hơn. Với yên xe của MVS 155 thì được chia làm hai tầng rõ rệt, giúp cho người lái và người ngồi sau cảm thấy thoải mái hơn. Và bên cạnh đó có một điều mà Hồng Nhi rất là thích, đó chính là không gian để chân của MVS 155 thì cũng được tối ưu bằng cách là mở rộng diện tích của sàn xe ra. Và phần sau thì cũng hơi dốc hơn một chút để giúp cho cái tư thế ngồi nó vững vàng hơn. Và một chi tiết nữa mà chúng ta không thể bỏ qua của MVS 155 đó chính là phần đèn hậu của MVS 155 cùng với đèn xi nhan thì nó tạo nên một cái hiệu ứng thị giác 3 chiều. Đó là một cái điều mà rất là đặc biệt của mẫu xe phiên bản mới này. Vừa rồi là Hồng Nhi nói rất nhiều về những thiết kế và ngoại hình của chiếc MVX 155. Tuy nhiên thì có một chi tiết mà Hồng Nhi chưa nhắc đến, đó chính là mặt đồng hồ LCD. Và mặt đồng hồ LCD này sẽ thể hiện những cái thông tin cơ bản như là báo xăng, báo số km, báo vận tốc. Tuy nhiên, một điều đặc biệt của MVX 155 đó chính là mặt đồng hồ này còn thể hiện email, tin nhắn và cuộc gọi từ điện thoại. Lý do vì sao mà lại có tính năng đặc biệt này đó chính là nhờ vào ứng dụng WiConnect. Đây là một ứng dụng công nghệ tích hợp trên điện thoại lần đầu tiên được Yamaha trang bị trên xe Tayga của mình tại Việt Nam. Và Hồng Nhi sẽ giải thích một chút về ứng dụng WiConnect là ứng dụng như thế nào. Và đây là một ứng dụng chạy trên hệ điều hành iOS và Android. Và ứng dụng này sẽ có một số chức năng cụ thể như là nó sẽ hiển thị email, tin nhắn hay là cuộc gọi từ điện thoại. Bên cạnh đó nó sẽ báo lỗi khi xe gặp sự cố hoặc là hư hỏng. Và nó sẽ báo cái lịch để chúng ta đi thay nhớt nè, hoặc là tình trạng của ắc quy. Và báo mức tiêu hao nhiên liệu thực tế, cùng với đó là xác định vị trí gần đây. Đó là những chức năng cụ thể của WiConnect khi mà được trang bị trên mẫu xe MVX 155 này. Và đó là những đánh giá của Hồng Nhi về ngoại hình cũng như là những công nghệ của MVX 155. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy để cảm nhận và trải nghiệm về mẫu xe mới này như thế nào. Nhưng trước tiên thì chúng ta cũng cần phải có một cái nón bảo hiểm. Wow! Quý vị cũng thấy là cốp xe của MVX 155 thì cũng khá là rộng. Và với Hồng Nhi nếu mà chạy chiếc xe này thì cái cốp này cũng có thể giúp Hồng Nhi đựng những cái vật cần thiết rồi đó. Thì bây giờ là chúng ta có nón bảo hiểm rồi ha. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Let's go! Và với mẫu xe MVS 155 này thì xe được trang bị động cơ BlueCore 155cc 4 thì xi lanh đơn phun xăng điện tử. Động cơ này cũng được trang bị hệ thống và biến thiên vô cấp giúp cho khả năng tăng tốc mượt mà. Và bên cạnh đó là cái cảm giác tăng ga đầy phấn khích nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm được nhiên liệu. Phuộc nhúng lò xo và được trang bị bình dầu thủy lực thì đang thực hiện rất là tốt công việc của mình.
giúp cho chúng ta có cái cảm giác là khá là êm khi mà chạy xe, cùng với đó là nó sẽ giúp cho xe ổn định. Ngoài ra thì MVS 155 còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Và với cái hệ thống này sẽ có hai tính năng, đó chính là nó sẽ tự điều khiển lực khi mà chúng ta phanh gấp hoặc là trong điều kiện là đường trơn ướt, và nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là trượt bánh nguy hiểm nếu như mà chúng ta chạy vận tốc nhanh như thế này. Và nhờ vào hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì các bạn sẽ xem là mình phanh lại gấp thì chiếc xe nó sẽ có cái phản ứng như thế nào. Có nghĩa là nó sẽ không giật quá mạnh và nó sẽ phanh khá là êm, đảm bảo an toàn cho người lái. Vì vậy mà với mình mà nói thì khi mà mình điều khiển một chiếc xe mà đồ sộ như thế này nhưng mà được trang bị một cái tính năng an toàn thì Hồng Nhi cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi mà mình tham gia giao thông. Cũng là những đánh giá của Hồng Nhi về mẫu Yamaha MVS 155 mới. Và không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về mẫu xe tay ga này. Và Hồng Nhi hy vọng rằng là chúng ta có thể có một sự lựa chọn mới cho người bạn đồng hành của mình trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những buổi đánh giá tiếp theo nhé.